kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình sê Chương trình tối nay, thứ sáu ngày 23 tháng 7, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tiếp tục ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Công bố quyết định bổ nhiệm tránh án toán nhân dân tỉnh Sê-la. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 tại một số địa phương trong tỉnh. Quân khu 2 đánh giá kết quả rút kinh nghiệm diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh trên địa bàn Tây Bắc và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sa La. Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, Bây giờ là nội dung chi tiết. Bước sang ngày làm việc thứ 3 của Hiệp thứ nhất Quốc hội khóa 15, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cùng một số nội dung quan trọng khác. Không có đại biểu với tổng số 470 trên 470 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% tính trên tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo nghị quyết nêu rõ: Cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ giao thông vận tải bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương binh và xã hội bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ khoa học và công nghệ bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế bốn cơ quan ngang bộ gồm ủy ban dân tộc ngân hàng nhà nước việt nam thanh tra chính phủ văn phòng chính phủ Tiếp đó, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về những nội dung này. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về những nội dung này. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao nghị quyết phê chuẩn Tổ trưởng, Tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Tổ trưởng Tổ đảng. Đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 chiều nay, ngày 23 tháng 7, Tòa Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm tranh án Tòa Nhân dân tỉnh Sơn La. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó tranh án Tòa Nhân dân tối cao. Về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi lễ đã công bố quyết định bổ nhiệm số 1033 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1972, thẩm phán trung cấp, phó tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La giữ chức vụ tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lò Minh Hùng mong rằng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Minh Hải tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống của ngành Tòa án Nhân dân tỉnh những kinh nghiệm quý của các đồng chí tiền nhiệm, tiếp tục phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt chức trách được giao. Đề nghị tập thể ban cán sự đảng tòa án nhân dân hai cấp tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí Nguyễn Minh Hải hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp hiện nay. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tranh án tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Minh Hải hứa sẽ tích cực phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án nhân dân tỉnh Sơn La ngày càng đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 23 tháng 7, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai tại thị trấn Mộc Châu. Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Châu đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 và kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Châu khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri thị trấn Mộc Châu cũng kiến nghị một số nội dung như việc thu hồi đất của công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sơn La tại tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu đã hết hạn thuê đất 5 năm qua để huyện Mộc Châu thu hút các nhà đầu tư khác, có đủ tiềm lực tài chính để triển khai thực hiện dự án tại khu vực này, góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ mục đích phát triển ngành du lịch, dịch vụ của thị trấn tốt hơn, xây dựng sửa chữa hệ thống cống thoát nước sinh hoạt cho nhân dân ở tiểu khu 1 và đoạn đường khu vực km 73. Đối với đất khu vực đồi Rada tại tiểu khu 12 không nằm trong quy hoạch nên có phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn tiểu khu 14 thị trấn Mộc Châu và lắp hệ thống đèn giao thông tại ngã tư khu vực gần chợ bảo tàng, đồng thời chuyển bãi rác khu vực trung tâm hành chính huyện đến địa điểm khác để người dân ổn định cuộc sống. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Mộc Châu đã tiếp thu giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Sáng nay ngày 23 tháng 7, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn do đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 tại xã Trường Trung, huyện Mai Sơn. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2021. Hội họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2021, quyết định các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các tháng cuối năm 2021, xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nghị quyết về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị cử tri xã Trình Trung, huyện Mai Sơn đã kiến nghị một số nội dung như xem xét có chính sách tiếp tục chi trả chế độ phụ cấp cho các chức danh trưởng đoàn thể và trưởng nhóm liên gia tự quản các bản hỗ trợ làm cầu treo vào khu Lọng Linh, Bản Khoa, quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa một số bản để nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng, xây dựng đường giao thông nội đồng, hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng để người dân bản tái định cư phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ cấp cho các tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng tại các bản. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn có liên quan tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền cao hơn xem xét giải quyết theo quy định. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương huyện Mai Sơn, xã Trình Trung tiếp tục quan tâm, ra soát và có phương án hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các bản tái định cư, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế nhằm phát huy tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Sáng ngày 23 tháng 7, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sela đã chủ trì phiên họp thứ tư thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa 20. Tại phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua các dự thảo như kế hoạch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập tổ giám sát thường xuyên việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và nghị quyết Hội đồng nhân dân các xã phường. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến vào các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý nguy cơ đá lăn tại phường Trương Cơi, Trường An và quyết tâm chủ trương cấp kinh phí vận hành đập cao su dâng nước số 5 đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Trường Sôm và một số nội dung quan trọng khác. Ngày 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ khóa 3 đã tổ chức kỳ họp thứ hai đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự kỳ họp có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn trong 6 tháng đầu năm, huyện Vân Hồ đã thực hiện được nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là dịch viêm da nổi cục trên châu bò đã xảy ra ở 71 bản thuộc 13 xã với 347 con mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy. Song với sự chỉ đạo quyết liệt nên thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 257 tỷ đồng bằng 58,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh Giao Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn không để dịch xâm nhập và lây lan vào địa bàn, xây dựng được các bản nông thôn mới, bản nông thôn mới kiểu mẫu, bản nông thôn mới các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới. Năm 2021, tại 4 xã Vân Hồ, Song Của, Xuân Nha và Tân Xuân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực biên giới được giữ vững, ổn định. Trong nửa cuối của năm 2021, huyện Văn Hồ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành lĩnh vực, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong năm 2021 đạt 5 đến 8 sản phẩm ô cốp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét thông qua 8 tờ trình dự thảo nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm. Sáng ngày 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song huyện Phú Yên đã triển khai các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 14.000 ha, trong đó diện tích trồng lúa đạt gần 2.400 ha, sản lượng ước đạt trên 14.600 tấn, chăm sóc tốt trên 2.600 ha cây ăn quả, tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn gia súc trên 94.100 con, tổ chức tiêm vaccine phòng dịch viêm da nổi cục xảy ra tại 24 xã, duy trì 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục ổn định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương, nhất là sản xuất công nghiệp tại hai cụm công nghiệp Quang Huy và Gia Phù thu ngân sách nội địa đạt trên 31 tỷ đồng, bằng 34,5% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao và bằng 32,6% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện Giao. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được tăng cường. Trước sự bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. 6 tháng cuối năm, huyện Phú Yên tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, thúc đẩy nhanh các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm năm 2021 và giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 đề ra. Ngày 22 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Súp Cộp khóa 4 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Sóc Cộp đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó nổi bật với kết quả đạt được như diện tích cây ăn quả toàn huyện hơn 1.900 ha tăng 8,9% so với năm 2020, chăn nuôi tiếp tục phát triển, làm tốt công tác khống chế kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 217 tỷ đồng bằng 60,5% dự toán năm. Chương trình nông thôn mới đến nay có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt từ 11 đến 15 tiêu chí, 4 xã đạt từ 8 đến 10 tiêu chí. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được quan tâm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn, đúng luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, duy trì quan hệ hợp tác đối ngoại với các huyện nước bạn Lào. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết tập trung vào các giải pháp chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kiểm soát tình hình dịch bệnh cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhất là việc chuyển đổi, phát triển cơ cấu cây trồng theo hướng nhu cầu của thị trường, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nông dân thực hiện các chương trình, dự án, đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Chiều ngày 22 tháng 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả rút kinh nghiệm diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh trên địa bàn Tây Bắc và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La. Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu chủ trì hội nghị dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La có Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương nghiêm túc, khung diễn tập quân khu và các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập TB21 theo đúng nội dung chương trình đề ra. Quá trình tổ chức diễn tập, các cơ quan đơn vị tổ chức chặt chẽ nội dung các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ trong diễn tập và bảo đảm đầy đủ các nội dung theo đúng kịch bản cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối trong cuộc diễn tập. Đối với tỉnh Sơn La, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu đánh giá cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được chuẩn bị chu đáo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhiều chủ trương nghị quyết có tính khả thi đã được đưa ra nhằm nhanh chóng chuyển hoạt động kinh tế xã hội của địa phương vào trạng thái thời chiến. Diễn tập vận hành cơ chế được coi là thành công lớn nhất của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tổ chức phần thực binh xử lý tình huống khủng bố và bắn chiến đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong thời gian tới, các cấp các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Ngày 23 tháng 7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện thành phố, tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Tinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đại biểu dự hội nghị đã được truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng chuẩn bị một số buổi tuyên truyền miệng, tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, kỹ năng thực hiện một buổi tuyên truyền miệng, trình bày mẫu một chuyên đề về một vấn đề, sự kiện phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và phương pháp, kỹ năng giới thiệu nghị quyết của Đảng. Qua hội nghị này, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền miệng, kỹ năng nghiệp vụ công tác hoạt động báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, phù hợp với điều kiện cơ quan đơn vị, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, tích cực đấu tranh chống các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sáng nay, ngày 23 tháng 7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích Dự tại điểm cầu tỉnh Sư La có lãnh đạo một số sở ban ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, chương trình dịch vụ viễn thông công ích được triển khai đã phủ cập dịch vụ viễn thông, bảo đảm quyền truy cập bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân, hỗ trợ việc sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và đầu thu truyền hình số của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm các trường học, bệnh viện, ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng dịch vụ internet băng rộng. Chương trình được thiết kế với 5 chương trình thành phần gồm kết nối băng rộng, kết nối khẩn cấp, kết nối cộng đồng, kết nối công sở và kết nối truyền hình số. Từ năm 2016 đến năm 2020 đã hỗ trợ thiết lập đường truyền dẫn vi ba số và vệ tinh ra 50 đảo, hỗ trợ trên 7,8 triệu phút liên lạc đến các số điện thoại khẩn cấp hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho 900.000 hộ nghèo cận nghèo, hỗ trợ 574 điểm truy cập internet công cộng, thực hiện 9 dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số với hơn 1,9 triệu hộ gia đình thụ hưởng. Tại hội nghị, đại diện một số sở thông tin và truyền thông các tỉnh thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế tại địa phương và đề xuất hoạt động của chương trình trong thời gian tới như đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình dịch vụ viễn thông công ích, nghiên cứu hỗ trợ nguồn kinh phí cho các địa phương để quản lý, tuyên truyền, giám sát kiểm tra đối với chương trình, ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp về hạ tầng mạng. Trước diễn biến của dịch COVID-19 đang ngày càng phức tạp lây lan nhanh tại các tỉnh phía Nam, Hà Nội và các tỉnh giáp danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021 tạm dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bao gồm tuyến xe cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe từ Sơn La đi đến các tỉnh, thành phố và ngược lại. Những trường hợp xe được đi đến gồm xe công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận tải phục vụ phòng chống dịch và xe vận tải hàng hóa được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng yêu cầu công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung này, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chiều ngày 2 tháng 7, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La đã tới thăm hỏi tặng quà một số gia đình thương binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Tô Hiệu. Đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà thương binh Cầm Trí Kiên, tổ 7, thương binh Đinh Văn Tuấn, Trương Thị Lan, tổ 3, thương binh Nguyễn Văn Xoài và gia đình bà Lê Thị Thiện là thân nhân liệt sĩ ở tổ 9, phường Tô Hiệu. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí Thư Thành Ủy và các đồng chí trong đoàn đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công, đã hy sinh, công hiến một phần máu xương cho độc lập tự do của dân tộc đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Yên Châu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu hiện có 31 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân đang được hưởng trợ cấp để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng, xã đã tập trung quán triệt, triển khai các chế độ chính sách của đảng, nhà nước dành cho người có công. Ông Hoàng Văn Ảng, sinh năm 1955, tại bản ái 1 xã Phiên Khoài, nhập ngũ năm 1974, xuất ngũ năm 1990, là bệnh binh mất sức 63%. Hàng năm nhân dịp lễ Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đảng ủy, chính quyền xã luôn tích cực thực hiện các chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Đảng nhà nước quan tâm, thăm hỏi từ trung ương đến địa phương đồng viên chúng tôi. Qua đây chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn. hết nay chúng tôi cũng đang phân đấu và rèn luyện chất penduduk cháu. theo. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tại xã phiên Hoài ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa của cán bộ và nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn xã. Thả đã tổ chức thành lập 5 tổ công tác để đi thăm và tri ân tặng quà các 31 Đối tượng chính sách cũng như là thân nhân người có công với cách mạng. Hiện nay huyện Yên Châu có trên 1.900 người có công với cách mạng, trong đó có 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 242 liệt sĩ, 129 thương binh, bệnh binh, 49 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 60 thân nhân liệt sĩ, 1962 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ngay từ tháng 6 thì phòng đã tham mưu cho các dân huyện ban hành kế hoạch để tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 thì huyện đã thành lập 10 đoàn để tổ chức thăm hỏi cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện là với kinh phí tổng hơn 250 triệu đồng tại các xã và thị trấn thì cũng đã phát động phong trào tri ân người có công Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo gia đình chính sách người có công với cách mạng, cùng nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và làm ấm lòng người có công trên địa bàn huyện. Ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến cơ quan cảnh sát điều tra 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra quan tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện hơn 1.700 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm, đã điều tra làm rõ 1.632 vụ, 2.218 đối tượng phạm tội đạt trên 93%. Công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm đạt gần 80%. Chất lượng điều tra xử lý tội phạm đáp ứng yêu cầu truy tố xét xử. Lực lượng cảnh sát điều tra đã tổ chức đấu tranh phá thành công nhiều truy án đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Giám đốc quan tỉnh đề nghị lực lượng cảnh sát điều tra tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình và nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường đẩy mạnh nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an, chủ động phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống xử lý tội phạm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong hai ngày 23-24 tháng 7, Viettel Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát, Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ nhân viên. Cán bộ nhân viên Viettel Sơn La đã được tiếp thu một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như luật phòng cháy và chữa cháy, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, tình hình cháy nổ trong nước và trên thế giới thời gian qua, phân tích nguyên nhân, đánh giá thực trạng về cơ sở hạ tầng, phương tiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy kiến thức cơ bản về xử lý vụ cháy nổ, quy trình trong các bước của tiêu lệnh chữa cháy, thoát nạn, sơ cứu, cấp cứu, cứu hộ cứu nạn, cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản, nguyên lý làm việc của một số phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ cơ bản, thông dụng, từ đó nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy ban đầu và phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sáng ngày 23 tháng 7, xã Quang Huy, huyện Phú Yên đã tổ chức lễ ra mắt 5 cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại 5 bản gồm bản Búc, bản mau 2, bản Trình Hạ, bản Trình Trung và bản Trình Thượng. Cụm dân cư an toàn các bản có 50 thành viên tham gia, mỗi cụm dân cư của bản có 10 thành viên. Đây là các bản tập trung đông dân cư, giáp danh với thị trấn Phú Yên, có nhiều hộ gia đình kinh doanh buôn bán, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ việc xây dựng mô hình cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở nhằm tiếp tục củng cố và nhân rộng các mô hình cụm dân cư bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã. Tại buổi lễ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã trao tặng phương tiện bình chữa cháy và tập huấn hướng dẫn cho các cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy các bản cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản, nguyên lý làm việc của các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cơ bản thông dụng. Sau buổi lễ, các thành viên của năm cụm đã tham gia cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hành phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Thực hiện chủ trương phát triển kết quả trên đất dốc, huyện Sóc Cộp đã triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp, hình thành vùng chuyên canh gắn với áp dụng sản xuất an toàn, từng bước tạo thương hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường. Để khai thác lợi thế và phát huy tiềm năng phát triển cây ăn quả, huyện Sóc Cộp đã giả soát quy hoạch địa bàn trồng cây ăn quả, lựa chọn đầu tư vào những địa điểm thuận lợi về điều kiện đất đai, khí hậu, nước tưới theo từng vùng sinh thái như vùng phát triển cây ăn quả có múi, vùng cây sơn tra. Hiện nay diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện Sóc Cộp có trên 1.900 ha. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng quả các loại tiêu thụ trên 470 tấn, trong đó 380 tấn xoài, 90 tấn mận hậu, một số sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp như cam, nhãn, xoài, bước đầu đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, huyện cũng triển khai vùng nguyên liệu dứa với quy mô 70 ha tại 4 xã, xốp cột, rồm cang, mường và, mường lạn, có thể phát triển thành vùng hàng hóa tập trung. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 13 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Nam Định khoảng 130 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam. Sau theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió phát triển lên đến 5.000m. Còn duy trì, riêng khu vực Đông Nam tỉnh Sơn La còn ảnh hưởng rìa phía Tây, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Đêm ngày 23 tháng 7, khu vực Đông Nam Sơn La có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày 24 tháng 7, toàn tỉnh có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét là cấp 1. Chương trình thời sự tối nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây, khu vực Đông Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông, các nơi khác có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, độ ẩm 70 đến 99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 23 đến 28 độ. Thành phố Sơn La 22 đến 28 độ. Mường La 25 đến 31 độ. Mai Sơn 22 đến 28 độ. Yên Châu 23 đến 29 độ.